ca cao ơi, tớ bị nhiễm virus corona rồi. Bây giờ tớ đã trở thành zombie. Cứu tớ với. Trời ơi, tớ cũng bị nhiễm rồi. Cả tớ nữa. Tớ cũng bị rồi. Thơ Nguyễn ơi, cứu bọn tớ với. Nếu không, bọn tớ sẽ ăn thịt cậu. Trời ơi, các cậu bị làm sao thế? Trông đáng sợ quá. Có ai không cứu tôi với? Cứu tôi với Cứu tôi với Hích, hóa ra chỉ là giấc mơ Đáng sợ thật đấy Hôm qua thầy giáo dặn Ra ngoài đường nên đeo khẩu trang Mà nhà mình hết khẩu trang mất rồi Phải làm thế nào bây giờ nhỉ À đúng rồi, qua nhà tiểu bảo bảo thúi Xin mấy cái khẩu trang vậy Tiểu bảo bảo ơi, cậu có nhà không Hả, là ăn trộm sao Bớ lắng nước ơi, có trộm, có trộm Ây, Ấy ấy, không phải trộm đâu, là tới đây mà, thưa Nguyên ơi. Ơ, ờ, ở sao ở trong nhà mà cậu lại đeo khẩu trang, kín hết cả mặt nhân trộm thế? À, thì là thầy giáo bảo đề phòng virus corona phải đeo khẩu trang, cho lên tớ đeo như thế này cho nó chắc. Cậu lại nghe tai lọ sọ tai kia rồi, thầy giáo nói là phải đeo khẩu trang khi ra ngoài đường thôi mà, mà cũng không cần phải che cả mắt thế đâu. À đúng rồi, nhà cậu còn có khẩu trang nào không? Cho tớ xin mấy cái. Ơ, ờ, nhà tớ cũng vừa hết rồi, tớ cũng đang định đi mua đây hay là tớ với cậu ra cửa hàng khẩu trang mua đi ừ đi thôi chào suga lisa các cậu đi đâu đấy tớ đi mua khẩu trang phòng virus corona tình cờ gặp lisa nên bọn tớ cùng đi luôn thế còn các cậu bọn tớ cũng đi mua khẩu trang đây thế bọn mình đi chung thôi trời ơi nhiều người xếp hàng mua khẩu trang quá hu 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 Ơ, ờ, hình như là minh mập. Có chuyện gì thế minh mập? Tớ xếp hàng từ sáng sớm tinh mơ để mua khẩu trang, khi tới lượt tớ, người bán hàng bảo là khẩu trang bây giờ đã tăng giá gấp 10 lần, tớ không có đủ tiền để mua. Thật là quá đáng, bọn chúng lợi dụng dịch bệnh để tăng giá khẩu trang, nhằm thu lợi cá nhân, bất chấp tính mạng của người khác. Đúng đấy, tớ phải hỏi cho ra lẽ mới được. Ơ, ờ, sao vừa nãy đông người như vậy mà giờ đã không còn ai rồi? Ê, khá Bánh ơi, cậu đi mua khẩu trang à? Ừ đúng vậy nhưng ở đây bán đắt quá nên không ai mua. Bọn họ đang qua chỗ bà Tân Vlog. Nghe nói cửa hàng bán khẩu trang siêu to khổng lồ của bà Tân Vlog hôm nay phát khẩu trang miễn phí đấy. Bà Tân Vlog quả là tốt bụng, không như bọn gian thương kia. Đúng vậy, chúng ta mau qua chỗ bà Tân Vlog đi. Hừ, tại sao đang buôn bán tốt như vậy mà giờ không còn ai mua khẩu trang nữa nhỉ? Không lẽ đại dịch corona hết rồi? Không phải đâu đại ca ơi, em nghe nói có bà Tân Vlog gì đó phát khẩu trang miễn phí cho mọi người nên mọi người không mua của chúng ta nữa. Hừ, tức quá, không thể để việc làm ăn của chúng ta bị phá đám như vậy được. Thưa đại ca, hay để để bọn em tới phá quán của mụ ta nhé. Không cần đâu, làm thế để bọn công an khô cổ à, ta có cách rồi. Ba chào các cháu nha. Rất xin lỗi các cháu, toàn bộ khẩu trang tại quán đã phát hết cho mọi người rồi. Nhưng mà các cháu yên tâm, tối nay một lô hàng khẩu trang siêu to khổng lồ sẽ về. Ngày mai bà lại phát miễn phí đảm bảo ai cũng sẽ có khẩu trang ngày mai các cháu quay lại nhá dạ vâng ạ à, bọn cháu chào bà, bà. ạ ca ơi đây chính là đống khẩu trang siêu to khổng lồ của bà tân vlog ngày mai sẽ phát miễn phí đấy ạ à. he he tốt lắm bọn bay đâu châm nửa đốt hết đống khẩu trang này đi ha 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 ngày mai không còn khẩu trang miễn phí nữa bọn chúng sẽ phải quay lại chỗ ta mua khẩu trang với giá cắt cổ thôi ha 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 hôm nay bọn mình đi sớm thế này kiểu gì cũng được bà tân vlog phát khẩu trang trước tiên ơ ừ, bà tân vlog ơi có chuyện gì thế à toang rồi các cháu ơi đêm hôm qua không biết tại sao đấu khẩu trang của bà cháy hết rồi các cháu ạ à. bây giờ lấy đâu khẩu trang để phát cho mọi người đây sao lại có thể trùng hợp như vậy được Tớ nghĩ chắc chắn có người đã giả trò rồi Nhưng là ai mới được Bà Tân Vên Lóc thường ngày làm việc tốt Đâu có cái thù với ai đâu Tớ nghĩ ra rồi Các cậu có còn nhớ cái bọn bán khẩu trang Đắt gấp 10 lần hôm qua không Tớ nghĩ việc bà Tân Vên Lóc phát khẩu trang miễn phí cho mọi người Làm bọn chúng không bán được khẩu trang Nên giả trò đấy Hừ đúng là bị ổi Hay là chúng ta báo công an Không được chúng ta không có chứng cứ Cho nên không làm gì được bọn chúng đâu Tớ đang nghĩ ra một cách Bà ơi, cháu đã có cách kiếm đủ khẩu trang cho mọi người rồi. Bà hãy làm theo cách của cháu nhé. Chào bà con, lô khẩu trang siêu to khổng lồ hôm qua chẳng may bị cháy rồi. Nhưng bà con yên tâm, tối nay sẽ có một lô khẩu trang siêu to khổng lồ khác sẽ về. Ngày mai, bà con hãy tới nhận khẩu trang nhé. Quái lạ, rõ ràng chúng ta đã đốt hết đống khẩu trang của bà Tân Vlog rồi mà. Sao hôm nay không ai mua khẩu trang của chúng ta nhỉ? Dạ thưa đại ca, em nghe nói đêm nay lại có một lô khẩu trang siêu to khổng lồ về tiếp. Hừ, mụ ta lấy đâu ra nhiều khẩu trang thế nhỉ? Nhưng không sao, tối nay chúng ta lại đi đối tiếp. Ha 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 ha. Ha ha ha, bọn mày đâu? Mau đốt cho ta. Đứng im, các anh đều bị bắt vì tội phá hoại tài sản của người khác. Sau đó bọn chúng đã bị bắt. Toàn bộ khẩu trang của bọn chúng bị tịch thu, đền bù cho chỗ khẩu trang đốt hôm trước của bà Tân Vê Lóc. Mọi người hôm sau ai cũng được phát khẩu trang miễn phí. Chúng em chào thầy ạ. À. Thầy chào các em, mời các em ngồi. Hôm nay có một tin rất là quan trọng muốn thông báo cho các em. Như các em đã biết, dịch bệnh Corona đang phát triển rất mạnh, để tránh dịch bệnh lây lan, Bộ Giáo dục đã quyết định cho các em nghỉ học một thời gian. Hoan hô, hoan hô, được nghỉ học rồi. Cả lớp trật tự lào, nghe thầy dặn đây. Để phòng ngừa virus Corona, các em phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Dùng các loại thực phẩm được đun nấu chín, không được khạc nhổ bừa bãi, tiếp xúc với động vật hoang dã, khi tới chỗ đông người phải đeo khẩu trang. Các em đã hiểu chưa? Dạ, chúng em hiểu rồi ạ. À. Được rồi, bây giờ các em có thể về. Thầy chào các em. Chúng em chào thầy ạ. À. Nghỉ học mấy hôm rồi, suốt ngày ở nhà chán ghê thử lên mạng xem có công việc gì kiếm ít tiền tiêu vậy à đây rồi làm giàu không khó liên hệ ngay thử gọi điện xem nào alo em đang rảnh muốn kiếm công việc lương cao vâng được ạ em sẽ qua cho anh ngay anh nói sao cơ anh đã chế tạo ra thuốc chữa dịch bệnh corona rồi sao khẽ thôi người ta mà nghe được người ta ăn trộm bất công thức đấy đây là thuốc do anh chế tạo ra trên thị trường chưa ai có Tên chú em là gì? Dạ, em tên là Nguyễn Thành Nam ạ Chú may mắn đấy Anh sẽ lấy tên chú đặt tên cho loại thuốc này Từ nay thuốc sẽ có tên là Thuốc chữa dịch bệnh corona NTN Em cảm ơn anh ạ Vậy thì không những em có thể kiếm được nhiều tiền Mà còn rất là nổi tiếng nữa Vẫn như mọi ngày Hôm nay đông khách quá Mình kiếm được bao nhiêu là tiền À chào Lam, cậu đang bán cái gì đấy? Mà sao cậu không đeo khẩu trang vào? Cần gì phải đeo khẩu trang? Tớ đang bán thuốc chữa vào phòng dịch bệnh corona đấy. Chỉ cần cậu uống thuốc này vào là đảm bảo cậu sẽ không bị mắc bệnh corona đâu. Thật thế sao? Bán cho tớ 10 hộp, tớ mua cho cả nhà dùng với cả mang cho thơ Nguyên một hộp nữa. Thơ Nguyên ơi! Tiêu bà bảo cậu qua chơi đấy à? Mà sao cậu đi ra ngoài đường không đeo khẩu trang vào hả? Cần gì phải đeo chứ Tớ vừa mua thuốc Chống vào phòng dịch bệnh corona rồi đấy Hôm nay tớ mang cho cậu một hộp đây Ơ, ừ, ngày nào tớ cũng xem tin tức Bộ y tế thông báo là vẫn chưa tìm ra thuốc mà Sao thuốc gì mà không có nhắn mắc gì thế này NTN Cậu mua ở đâu đấy Thuốc này bạn nam lớp mình bán cho tớ đấy Cậu ấy bảo là thuốc do chính cậu ấy nghiên cứu ra mà Trời đất Đây là một loại dịch bệnh rất là nguy hiểm Mọi loại thuốc bán ra thị trường Đều phải do bộ y tế kiểm dịch và cấp phép bạn nam làm như vậy là đang vi phạm pháp luật đấy Chúng ta phải cảnh báo cậu ấy ngay Hi hi Không ngờ kiếm tiền lại dễ như thế này Cứ với đà này Chẳng mấy chốc là mình trở thành triệu phú rồi Đứng im Cậu đã bị bắt vì tội Buôn bán thuốc giả Chúng ta tới muộn mất rồi Phải làm thế nào bây giờ thông Nguyễn ơi Trước mắt Chúng ta hãy tới tìm Suga Anh cậu ấy làm cảnh sát Nhờ anh cậu ấy cho chúng ta vào gặp Nguyễn Thành Nam Xem đã có chuyện gì xảy ra Rồi tính tiếp Vậy thì chúng ta bao đi thôi các cậu ơi cứu tớ với tớ bị oan được rồi bình tĩnh bây giờ cậu hãy kể lại mọi chuyện cho bọn tớ xem nào chuyện là như thế này mọi việc là như vậy đấy thế sao cậu không kể với các chú cảnh sát tớ đã kể hết rồi các chú ấy cũng tới tục soát nhà cu thóc nhưng không tìm được bằng chứng gì cả hơn nữa hắn còn xui tớ nói với mọi người là thuốc do tớ nghiên cứu ra trên bao bì cũng in tên của tớ nữa Được rồi bọn tớ đã hiểu rồi Bây giờ cậu cứ bình tĩnh Bọn tớ sẽ về tìm cách giải oan cho cậu Thế nào mọi người đã nghĩ ra cách gì chưa Tớ nghĩ muốn giải oan được cho Lam Chúng ta cần phải tìm được chứng cứ phạm tội của tên cu thấp Nhưng mà cảnh sát tới lục xét nhà hắn có tìm thấy hộp thuốc nào đâu Không biết hắn đã giấu thuốc giả của hắn ở đâu nhỉ Tớ nghe Lam nói rằng lần nào cậu ấy tới nhà hắn là hắn vào lấy đưa cho cậu ta ngay. Chứng tỏ hắn giấu thuốc trong nhà. Có lẽ hắn đã làm một căn phòng bí mật trong nhà để giấu thuốc. Tớ nghĩ ra cách rồi. Tớ và Suga sẽ giả dạng làm người mua thuốc của hắn. Tiểu bà bảo cậu ấy về nhà lấy cái flycam mini có gắn camera siêu nhỏ của cậu. Theo dõi hắn, ngay khi hắn lấy thuốc cậu hãy dùng camera ghi hình lại. Sau khi chúng ta tìm được cái kho bí mật của hắn, chúng ta sẽ báo cảnh sát. Kế hoạch hay đấy vậy thì chúng ta mau hành động thôi. Xin chào ngài Thóc chúng tôi là người đang cần mua một lượng lớn thuốc chữa Corona. Chúng tôi nghe nói ông có rất nhiều thuốc, lên tới đây mua. Chúng tôi đã mang rất nhiều tiền đây. Khoai nè, sao bọn chúng lại biết mình bán thuốc Corona nhỉ? Có khi nào là bọn cướp giả dạng không? Mình phải đề phòng mới được. Ờ, các cô cậu nói gì thế? Tôi có bán thuốc chữa Corona gì đâu? Nguy rồi đang nghi ngờ rồi chuyển sang phương án b thưa đại ca đại ca mới ra tù lên nghỉ ngơi đi ạ không sẽ bị bọn cớm chú ý đấy hôm nay báo còn đưa tin đây này sợ cái gì tao vào tù ra tội như cơm bữa tù cũng như nhà mà là nhà thì xóa đi ngại ngùng cái bíp gì được rồi xin lỗi anh nếu anh không có thuốc thì chúng tôi đi chỗ khác mua vậy ơ ờ, tờ báo lại đưa tin hôm qua hắn vừa ra tù xong thật vậy có nghĩa là hắn không phải là cớm khoan đã hai đại ca thật ra Tôi sợ hai người là cớm giả dạng Cho lên bên đề phòng thôi Tôi có rất nhiều thuốc Bây giờ chờ tôi ở đây một lát Tôi sẽ đi lấy thuốc cho hai đại ca Thành công rồi Chỉ cần một tờ báo giả Là có thể lừa được hắn rồi Nisa ơi nhìn này Hóa ra hắn có một căn phòng bí mật thật Chúng ta đã có chứng cứ đầy đủ rồi Cậu mau đi báo cảnh sát đi sau đó, tên cụ thóc bị bắt tại trận và phải khai ra tất cả. Nguyễn Thành Nam được thả nhưng phải trả lại toàn bộ tiền cho mọi người. Câu hỏi dành cho các bạn khán giả. Virus gây dịch bệnh trong video có tên là gì? Đáp án A. Virus Corona Đáp án B. Virus Zombie Đáp án C. Virus H5N1 Đáp án D. Virus máy tính Video của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn ở video sau.